Túng Vị xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Hôm nay Túng Vị xin trân trọng báo đến cho cộng đồng tin vui tiếp theo. Đó là tin vui của chú Nguyễn Khoa Ngự ở Huế đã tìm được con trai của chú sau 43 năm. Thưa quý vị, trước màn hình chúng ta là người lớn tuổi là chú Nguyễn Khoa Ngự, còn người trẻ tuổi là anh Nguyễn Khoa Minh, sinh năm 1975. Trở lại câu chuyện thì hôm qua, anh Nguyễn Khoa Bính đã đại diện cho chú để lên chương trình cung cấp thông tin mong muốn kiếm lại con cho chú. Bởi vì nay thì chú cũng đã lẫn cũng như là đã lạng tai, vì vậy cho nên là đã cần cái sự trợ giúp của anh Nguyễn Khoa Bính. Theo như anh Bính chia sẻ câu chuyện của chú Ngữ, thì trước năm 1975 thì chú đã đi lính ở trong miền Nam và có quen biết với cô Trần Thị Kim Dung. Và sau đó thì đã sinh anh Bính vào đầu năm 1975. Thì cho đến 30 tháng 4 thì chú đã bị bắt đi cải tạo. Cho đến năm 80 thì chú đã tìm về và đã tìm đến nơi cũ để tìm con và vợ. Thì lúc đó thì cô Dung đã có chồng khác. Còn anh Minh thì đã được bà ngoại nuôi. Vì vậy cho nên là chú đã có nguyện vọng là xin được quyền nuôi con, nhưng bà ngoại không cho, nên chú đã về quê lấy vợ. Sau khi lấy vợ và sinh ra người con gái đầu lòng, thì chú đã đặt tên cho người con gái đó trùng với tên người yêu cũ là Trần Thị Kim Dung. Qua đó chúng ta cũng thấy rằng là cái sự thương nhớ của chú rất là lớn đối với mối tình đầu. Rồi sau đó, đến khoảng năm 1985, thì chú có trở lại để thăm con, thì bà ngoại đã rời nhà đi nơi khác và mất liên lạc từ đó. Rất là may mắn khi mà anh Bính cung cấp thông tin cho Túng Vĩ và Túng Vĩ chuyển tải lên chưa đầy 7 tiếng đồng hồ, thì Túng Vĩ đã nhận được một nguồn tin. Và sau đó Túng Vĩ xác minh thì niềm vui đã vỡ òa vì anh Minh có gửi đến cho Túng Vị cái giấy khai sinh. Trong đó có tên của anh là Nguyễn Khoa Minh, tên cha là Nguyễn Khoa Ngữ, tên mẹ là Trần Thị Kim Dung. Nó trùng khớp hoàn toàn. Niềm vui đã vỡ òa. Cũng rất là đáng tiếc. Vì hôm nay gặp gỡ lại chú thì chú đã bị lẫn và chú bị lạng tai. Vì vậy cho nên là rất là tội nghiệp trong cái buổi trò chuyện hôm nay. Và Túng Vị cũng không biết nói như thế nào. Vì chú cũng không thể hiện được tình cảm mà cái khao khát trong những năm tháng qua mà chú đã nỗ lực đi tìm con. Nhưng biết làm sao được, bây giờ tuổi già sức yếu thì mọi việc diễn ra như thế nào thì Túng Vị cũng đã ghi nhận được. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi buổi trò chuyện hôm nay và chúc mừng cho cha con đã gặp được nhau sau 43 năm. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi chương trình. Nghe nè. Anh đặt ngang như vậy dùm em với, anh đặt ngang cho em cái. Dạ. Trời ơi, nhận được cái giấy khai sinh mà em bủng rủng chân tay anh. Dạ. Dạ, anh là Nguyễn Khoa Minh đó hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, thì mừng cho chú quá, mừng cho chú, mừng cho ba anh quá. Rồi bây giờ anh ở đâu vậy? Dạ, ở Vĩnh Long á. À, ở Vĩnh Long. Trời ơi. Rồi lâu nay thì sao? Lâu nay thì có muốn kiếm ba không? Dạ kiếm ba mà không biết kiếm sao nữa, tại vì bên bên nội thì không có biết ai hết và địa chỉ cũng không biết luôn. Dạ. Rồi không nghe mẹ kể lại hay sao? Không có nghe kể gì hết á. Trời ơi, dạ không hỏi mẹ hả? Dạ. Biết ba thôi chứ không có biết bên nội là chú bác gì hết chứ. À vậy hả? Rồi nay nghe được cái tin này anh bất ngờ không? Nhớ ngờ mà. Rồi vậy để chút xíu nữa em kết nối cho anh nói chuyện với ba anh. Dạ. Dạ. Vậy là anh còn có cái giấy khai sinh đó thì nó trùng khớp hoàn toàn phải không? Dạ. Trùng khớp hoàn toàn, hình như mẹ tên tên gì, tên Bình hay gì phải không ta? Dạ mẹ anh hả? Dạ. Mẹ anh là Trần Thị Kim Dung. À Trần Thị Kim Dung. Dạ. Bởi vậy cho nên là anh biết đó là ba của anh á nhớ mẹ anh, nhớ mối tình đầu mà sau này lấy vợ sau là đặt tên cho con cũng là đặt tên Kim Dung luôn. Dạ, đó có cái clip.
Có coi cái clip phải không? Dạ có. Trời ơi, hạnh phúc biết mấy, ổng hạnh phúc lắm á, ổng kiếm được con trai ổng mừng lắm á. Dạ. Dạ, vậy cái chuyện thất lạc gia đình của anh thì trước đây anh nghe kể lại rằng sao? Mẹ cũng nghe kể, nghe mẹ kể sơ sơ vậy đó, nhưng mà cái lần cuối cùng á là cũng gặp ba, cũng đâu 79 80 gì đó, cũng 5 tuổi rồi, cũng gặp ba một lần. Ba về xong rồi ba vô, nghe nói là ba vô ngoại là ba xin ẵm đi nhưng mà ngoại không cho. Thì lúc đó mẹ có chồng mẹ đi ra ngoài Phan Rang á, ở ngoài ngoài quê luôn. Rồi mẹ rồi thời sau này mẹ có về không? rồi thời gian sau mẹ mới rước anh ra ngoại đang sống, nhưng mà sống cũng khổ lắm, cha ghẻ khổ lắm rồi, cho nên là bà ngoại mới ra ngoại dắt trốn về Sài Gòn lại. Vậy thì lâu nay thì anh có biết tung tích về mẹ không? Rồi mẹ còn khỏe không? Hay này này kia không? Mẹ còn khỏe, bây giờ thì mẹ cũng vô Sài Gòn ở rồi, tại vì ba ba sau này là chết rồi, Bà sao mất? chết rồi mà có ba đứa con gái, rồi bây giờ cũng sống ở Sài Gòn. Vậy thì nếu mà trong vòng khoảng, anh có thường gặp mẹ không? Đã gặp. Cũng có gặp. Vậy thì nhà anh hiện tại với nhà mẹ thì ở cách nhau xa không? Cũng 100 mấy cây số á, tại vì ở bên có vợ xong rồi về quê vợ ở luôn ở Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long, hiện tại ở Vĩnh Long, còn mẹ thì ở trên Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Vậy thì nếu ví dụ anh có thường liên lạc với mẹ không, có số điện thoại của các người con của mẹ này kia để mà gặp mẹ không? À, có. Rồi, tốt quá. Vậy thì sau buổi trò chuyện thì để coi chú ba anh có nguyện vọng gặp mẹ, mà không biết mẹ anh có chịu gặp không. Nếu mà chịu gặp thì Tuấn Vĩ kết nối cho đôi bên để trò chuyện với nhau, để Tuấn Vĩ có lời giới thiệu này kia cho đôi bên cũng đỡ ngại ngùng chút xíu. Cái đó để sau anh hết. Rồi bây giờ vậy thì tạm thời á, thì Tuấn Vĩ kết thúc cái buổi trò chuyện này, Tuấn Vĩ kết nối cho anh nói chuyện với ba anh nha. Dạ. Rồi chờ cho một chút xíu ha. Dạ. Rồi ok. Rồi con chào chú và chào anh nha. Mẹ có dạ. Thưa chú, là rất là may mắn khi mà vừa đăng tin lên được 5 tiếng đồng hồ thì con đã nhận được thông tin và đang nghi ngờ người ngồi trước màn hình đây là con của chú. Đang nghi ngờ đây là anh Minh, và con cũng đã xác minh qua cái giấy khai sinh của anh Minh rồi. Bây giờ anh Minh chào ba đi, chào ba anh đi rồi mình nói chuyện nha. Thế. Chào ba đi anh, chào ba anh đi anh. Dạ, con chào ạ. Dạ. Đó, con mình nói chuyện đấy, chủ nói chuyện đấy. Anh vì mình nói lớn lên là nhiều lúc ông bị lạc á, nhiều lúc bị lạc giọng nói. Chú hơi lạng tai. Rồi chú ngồi lại gần thêm chút xíu nữa cũng được. Ngồi gần thêm chút xíu. Chú ơi, chú thấy anh mình có giống chú không? Vị đang hỏi thế, hỏi chủ trả lời đi. Anh Vị đang hỏi là chủ có thời có giọng anh Minh giọng chủ không? Thì chủ trả lời Rồi, phải cũng rồi. Đúng rồi. Phải con chú không? Có phải con chú không? Mày sao? Hỏi có phải con chủ không? Chính xác không? Ba anh hơi lạng tai Phải ấy, anh Minh. Ba anh hơi lạng tai á. dạ Vậy bây giờ Bính ơi, dạ Bính Bính đại diện một chút xíu cũng được. Là rồi anh rồi xin nói với Bính như thế này: qua cái sự mà xác minh qua cái giấy khai sinh đó thì là đúng tên cha là Nguyễn Khoa Ngự và đúng tên tên con là Nguyễn Khoa Minh, thì đang còn cái giấy khai sinh đó, cho dạ nên là Tuấn Vị nghĩ là đúng 100% rồi, và tên mẹ cũng là Nguyễn Thị Thị Dung phải không? Trần Thị Kim Dung, À Trần dạ Trần Trần Thị Trần Dung, Thị Kim Dung, đúng rồi đó. Rồi dạ vậy thì không, em thưa với anh Vị về là mình như thế này này, tại vì những cái thông tin này là chủ đưa từ lâu cho em rồi, à nhưng mà tại vì mình có cơ hội, tại vì trên chương trình chưa chưa hề có cuộc chia ly tính bao giờ tìm được rồi, chắc chắn em biết là tìm được, sao vậy? khả năng thì em đoán là trăm trăm, tại vì những rất rất là khó, vì em biết khóa theo dõi chương trình anh Vị là phải 4 năm rồi đấy.
cái nồi Ừ. đem, À, nhưng hồi mà đó thầy anh cũng cho hồi đó hỏi anh tạm cũng đây đăng là báo mấy lần, cũng có đăng báo mấy dạ lần mà chắc là không đọc được, có à đăng báo vì luôn. không phải là đăng báo, tại vì biết là biết sao không? Chủ thì ở ngoài này thì chủ ở nhà vậy thôi, thì chủ ít theo dõi giống như mà mẹ tôi bệnh đó. Ừ. Và anh Bính này hình như là thứ nhất là chú hơi lặng tai và hình như là chú cũng hơi chậm rồi phải không anh? Chú hơi chậm. Không phải là chồng, nhưng mà chủ ít nói lắm, mình chủ bị tím á, À. bị nguyên tím, cho nên chủ cũng nói rằng về cái vấn đề ăn nói là chủ vẫn ít ít nói lắm. Vậy thì bây giờ chú cháu rồi cha con trò chuyện với nhau nha. Rồi Tuấn Vị kết nối thì Tuấn Vị theo cái sự mà khẳng định của Tuấn Vị thì Tuấn Vị thấy cái thông tin là đúng 100% rồi đó. À, không sai, từ năm sinh cho đến tên cha, tên mẹ, tên con là để, ba tên người đều trùng khớp mà còn có giấy tờ nữa, cho nên là Tuấn Vị nghĩ là đấy 100% rồi. Dạ thì vấn đề đầu tiên thì anh Dạ. cũng đại diện cho chủ thì cảm ơn vì vì cộng đồng mạng thôi. Yeah. Rồi đây sau này thì có vấn đề gì đó thì sẽ gặp lại anh Vĩ. Rồi vậy bây giờ thì anh Minh hỏi thăm về về cái cuộc sống này kia của ba anh đi, hỏi thăm qua anh Bính, hỏi ba thì ba không trả lời được thì hỏi anh Bính đấy, anh Bính trả lời cho. Mình không mình cứ hỏi đấy, có gì đó thì mình hỏi chủ để trả lời lại, nhiều nhiều lúc mà nó nhỏ quá là chủ nghe. À hả, rồi Rồi con cho em hỏi là lúc mà ba bỏ đi ấy là ba về ngoài đó luôn hay là sao? không vì tại vì những chuyện này là chủ nói vì 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 bệnh hết rồi, là những chuyện này là từ khi mà chủ nói là quen của mẹ mình á, là ông nhớ là 73 74 gì đó thì 1975 đó thì ông sinh mình được 3 tháng là bị bác đi. Dạ đúng rồi. Ê, sau sau lại về là có bố của bệnh á, thì khi mà bị bắt đi đó thì trong hợp là năm 1980 81 gì đó, thì cái hồi sáng ở trên bay Mỹ sinh năm vào năm 1980, nhưng Dạ. mà ông già của bệnh vậy là chú cũng nhớ là năm 80 81 thì gặp lại mình. Dạ. Này, khi gặp lại mình là bố của bệnh á, Dạ. là bố nói là đưa bạn bằng để đi mua cái áo đấy, Dạ. à là định là bằng mình ra ra nội luôn, Dạ. à nhưng mà ba ngoài là không, sợ nói ba ngoài giả vờ nói là không đi được đâu, sợ đi ra ngoài họ bắt cái chứ. Dạ. À, sau đó là khi đó là năm 81 là chúng trở về quê luôn. Dạ. À, là nguyên nguyên nhân như vậy thôi, thì mình thì chủ chỉ có trình bày cho mình là như vậy thôi. Anh vì vậy đó chủ thì mọi chuyện chủ nhớ hết, nhưng mà giờ chưa hỏi là chủ quở là chủ trả lời được. À. À mà chỉ có mấy mấy đứa con của chủ ở đấy là chỉ có bệnh thôi, chỉ À. có bệnh hỏi chủ trả lời thôi, chứ còn ai hỏi chủ cũng trả lời đâu. À. À những chuyện này mình biết là có bệnh, chẳng có bệnh Dạ. thì chắc chắn thì suốt cuộc đời này là chủ cũng gặp được mình chắc chắn. Dạ, thật ra thì phải có người lanh lợi và hiểu rành về công nghệ giống như anh Bính vậy đó, chứ không là thật ra như chú bây giờ đó, bây giờ cảm hứng này kia sao chú có xài được đâu, chú đâu có biết đâu. Dạ. Dạ không thì nói tóm lại thì chú cùng chú hồi trước mà năm 90 là chú nghe chú về là chú vẫn nhắc rồi có bao tim ở ở nhà ở cùng khu nhân đó, nhưng mà khi đó nhà bạn rồi Dạ, nhà bán rồi cũng có gì đó tìm, cũng có tìm mà bạn của ba là ông gì đó, có bạn ba dưới đó là cũng có về hỏi là ba có ghé đây là tìm con không, thì ổng mới nói là ổng có ghé mấy lần mà ổng cũng không biết địa chỉ ở đâu, là ổng cũng mịt mù luôn. thì chủ ở đấy chủ cũng nói tổng đài giấy tờ thì chủ vẫn ghi sẵn sàng, giấy tờ của ông bà ngoại về mẹ về là mấy câu mà ghi sẵn sàng. Hồi trước cũng có một người bạn ở đấy thì ở cùng phụ nhung mà chủ vẫn đưa thì giấy vào mà cũng tìm, tại vì khi đó là bạn nhà đi đâu đi mất tiêu rồi chứ có tìm đâu ra nữa. Thì hôm nay cũng nhờ chương trình của anh Tuấn Vị, nhờ cộng đồng mạng thì cũng tìm giúp cho chủ thôi, chứ anh em mình chưa không, cái ý là chủ vẫn có giấy tờ thì chủ tìm được, cái mình chắc chắn mình bao giờ tìm được đó, vì vì vẫn còn biết là tên nguyên con người cho con biết địa chỉ của chủ ở đâu thì đó, giờ chứ là nhờ anh Vị thì tìm được, thì chủ nghe không, chủ nghe mình nói chuyện còn nghe nói chuyện Là không lộ
ngài chắc gọi là còn vị ngài đấy. Còn không còn. Nói đấy, giờ hỏi thăm đấy, hỏi mẹ đâu, đâu em đang ở đâu đó. Nói tiếng. Bên hỏi dùm Chủ hỏi là bên em mà mình đang ở đâu? à, mẹ mẹ đang ở Sài Gòn đó bà. Đó, đang đang ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Vì là chủ đi về đấy là chủ có lấy thêm một một vợ sau thì bé đầu của chủ là sinh năm 82 là cùng tên là Nguyễn Khoa Thị Dung nhưng mà mất rồi đấy, thì con tiếp đó là nó có là Nguyễn Khoa Khoa Quý, Nguyễn Khoa Nam Hoa Hoa cũng là đặt tên theo theo của con theo cầu đúng đó. Sau là Nguyễn Khoa Nam Hậu thì Quý là sinh năm 1986, con Hoa là sinh năm 91, con sau Nguyễn Khoa Nam Hậu là sinh năm 95. Nhưng mà Hậu sau là lấy vợ rồi, con Hoa với Quý là chưa. Vậy là ba bây giờ là tổng cộng có mấy đứa con vậy? Còn còn là ông là cả hết là 5 người, 3 trai 2 gái mà hai đứa ông gái mất cả hai rồi. Đó, do gì con ba con trai tôi bây giờ chưa có thêm mình là buồn đấy. Ông thì 57 tuổi thì ông người mệt 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 về đấy. Rồi mình ở trong trong đó có vợ chưa? Dạ có vợ rồi, ở đang ở Vĩnh Long anh. Nhưng mà con tắt lượng này. Dạ hai đứa con trai, đứa Không, đứa nhưng mà lớn, đứa lớn 23 tuổi rồi, đứa nhỏ 18 tuổi rồi. tôi lớn 3 tuổi, đứa sau mới có 2 tháng trai. Đứa 3, đứa 18. Hai đứa nha. Hai đứa. Con tới Chủ gặp hỏi rồi đến ngay được như vậy. thằng này là thằng nhỏ nè, thằng này Đó, là thằng nhỏ, cháu. thằng cho chú Cháu đó. Con Minh đó, có đứa đứa 6. cháu nội đó. Chào nội. Hai đồng trai à. Hai đồng trai thằng nhỏ. Con cho Thằng con. lớn là ở Sài Gòn rồi ba ơi. Để lớn đi học ở trường không? À, có đồ con đẻ chứ. Không. Đâu là đâu con Minh á. Là thằng luôn. Thằng hai thằng hả? Đó, giờ chưa mà bắt đầu gặp ông nội nữa. Bất ngờ quá anh Vy ơi. À, chúc mừng. Chúc mừng. Ngao nhưng mà chiều chủ là chủ nhưng không nói được. Hình như là chú cũng hơi ít nói ha, phải không? Không, chủ ít nói lắm. Rồi chú ơi, hôm nay gặp con chú có vui không? Vì Hoài gặp con có vui không? Cũng vì Hoài là chủ gặp con Minh có vui không? Dạ vui. À, chú nhìn coi có giống chú không? Có giống chú không chú? Long Minh Minh mới có vợ đó đưa cho chủ xem cho chủ gặp mặt ấy. dạ Vợ Minh nó kéo chạy đi con dâu đó. à chào ba đi. Dạ con chào ba. Rồi chào con đi kìa chú. Đây chào. Được không? Ông ít nói, ông ít Đừng nói quay quá. nói tiếng đấy. Mình nói chung, mình nói cái chuyện mà Mày mày cũng nhớ bình ngoại giùm dạ thôi. anh hỏi ba giùm em là ba có khỏe không ạ? Bà thì ông thì bằng khi khỏe thì mệt, ông bị tím. Ông thì nói tổng lại đến năm nay 77 tuổi đi là cũng vẫn còn mạnh đấy, có những người là ra đi rồi. Hồi em lấy anh Minh á thì cũng nghe mấy dì nói là Minh với ba các bạn còn nhỏ, nói là
Hồi đó ba đi hình mình nhỏ xíu à, cho nên không có, mình cũng không có biết mặt rõ mặt ba Đúng rồi. chỉ biết sơ 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 vậy thôi, chứ em cũng không có rành nữa. Tự nhiên Vì hôm qua mới coi được cái tin tức ở trong mạng cái liên quan không vì là ông về đây là ông có cầm một bức ảnh, mà bức ảnh chụp với bông một đứa con gái của con của ai ấy. Ê, cho mình nắm được cái rồi thông tin là mình cũng dám đưa cái bức ảnh ở đây cho anh vị, mà đưa anh vị là sờ sai. Ê, mà chủ nói là con của chủ là con trai chẳng bao giờ mà con gái được. Chủ khẳng định nói một câu đấy, nói là con trai chẳng bao giờ con gái. Mắc kèm á con, nhưng mà nhìn thấy được không? Rồi chú ơi, chú có muốn đi vào thăm con chú không? Anh vị hoặc là muốn vào thăm con không? Sợ đi nội. Rồi có muốn Sợ đi nội không đi rồi. con ra thăm không? Muốn con muốn mình ra thăm này. Vị hoặc muốn qua thăm chú trả Rồi lời chứ. muốn muốn mình ra thăm. Tôi đi không nổi rồi. Thì nói manh dao nói có chi đâu. Bình tĩnh đi, con trọng mặt càng ngày. Con tưởng là kiếp này là con không có gặp bà luôn á. Mắc luôn. Không, mình là tại vì con cái nghĩ chuyện này là là ba lúc này cũng lớn rồi, lớn tuổi rồi, không biết là sao. Mà tin tức thì không có mù mịt, không có biết tìm sao hết, cứ đăng báo vậy đó rồi. Ừ, con thì người tên đó tìm cha tên đó thôi, rồi cũng không biết là địa chỉ là ở đâu. Không phải mà em nói con vì mình là cái chuyện này chủ người mà không không bảo vệ em thì chắc chắn không bao giờ tìm được mình. Tại vì những cái chuyện này là có ai mà quan tâm đến những cái chuyện này đấy, Đúng có rồi. ai quan tâm tới không bao giờ tìm được. Cứ nghe là chủ nói có con về thôi thì họ phớt lờ họ đi thì không bao giờ tìm được. Đúng rồi, phải có người có tâm để mà để ý về cái việc này mới được, chứ còn những cái người mà gọi là không rành, người ta cũng không có cách nào giúp nữa, không rành người ta cũng giúp được đâu. À, thì em lớn lên thì 15 tuổi là chú đã nói rồi. À 15 tuổi chú đã nói là chú có con, mà mình cứ nói là chú cứ ghi ghi tên là ông bà ngoại cầu gì ra, thì sau này sẽ có cơ hội thì con sẽ đi làm, mà con sẽ gặp người quen thì con sẽ nhớ, thì không may thì gặp anh vị thì nhớ anh vị đó. Mà em khẳng định nói nhớ đến anh vị là chắc chắn tìm ra mà. Em khẳng định nói câu Chưa chắc. May mắn thôi. đó. Không, em khẳng định nói chắc chắn trong có nhiều trường hợp là khó hơn trường hợp này nữa, tìm ra Mà huống gì những cái em thông tin coi chương mình trình cũng. của anh Vĩ này nhiều lắm, nhưng mà bây giờ mình không có biết cái địa chỉ này, mình không cái họ hàng mình Đúng không có rồi, biết luôn, cho nên là không mình phải không có không làm. ở ngoài này có những người nói là tại sao mình hẳn hẳn không đi tìm cha hẳn nữa không, mình đừng trách tôi, tại vì hẳn có biết địa chỉ đâu tìm, Không có biết thì địa có chỉ gì chủ là thôi được, chủ biết địa chỉ chủ tìm cho giờ chứ sao biết địa chỉ mà tìm. Nhưng mà vậy đó thì chủ mong muốn chủ là hôm nay mà nếu sự thật gì nữa thì cũng thành ước mơ thành hiện thực của chủ đó, thì chủ mừng thôi. Thì do chứ nói thật ra thì do chứ thì chủ muốn muốn vào thăm, nhưng mà sợ chủ đi mà yếu á, sợ đến đường À, thì không sao biết đây. là đi đi xe đi cộ được cũng không được. Thì nếu như mà ngày nào đó tốt đẹp thì vừa trong mình con cái đưa ra thăm ông bữa à, thì có anh lên mời có anh vị ra đoàn tụ giữa anh em mình ở ngoài Huế bữa thôi. Ở khu Tại vực vì cái nào, khu vực nào Huế anh Bính? giờ ở khu vực Phong Phong Điền á, À, Phong Điền. Phong Điền về khoảng 13 cây, nào mình có cơ hội mà thuận buồm xuôi đó thì ra thăm chủ thì sẽ luôn vị đã này. Dù đang còn cảm ơn vị nhiều. Cảm ơn nghĩ nhiều lắm. Chủ thì do chưa chủ lớn tuổi, chủ ước ao chủ chân đỏ thôi, thì mà thì cũng may là gặp bệnh thôi, nên nếu gặp người khác chắc có lẽ không tìm được đâu.
Dạ cũng không tìm. Em nôn nặng lắm mà em bị em vì nhiều nhiều việc. Dạ. Sờ 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 lãnh vị đi xe đi cô mình điền thì mình điền thì chắc là cũng được rồi, nhắn tin nhiều phiên. Dạ. Đấy, nó ngoài thì sẵn lãnh vị điền thì em cũng mừng thì. Cái duyên nó đến. Dạ. Cái duyên nó đến bởi vì là lúc trưa dạ, đó thì là cái khi mà liên hệ với Bính đó là lúc đó anh cũng ở trên xe, anh cũng đang trên xe đang đi công chuyện đó mà hứa với em hoài để thấy cũng kỳ nên là anh đậu xe lại anh trò chuyện với Bính. Dạ vì em cũng vài tại vì cái ngay đó anh nhận tin cho em đang đi làm thôi. Em mà sáng em ngày mai là em hẹn sáng ngày mai để em nghỉ để gặp anh đấy. Nên là Bính biết là có đôi khi là anh không có dám nghỉ nghỉ ngơi này kia luôn bởi vì thấy đó là đôi khi mình dành có 15 20 phút mà lại được một cái việc lớn cho người khác nên là lâu nay anh đâu có được nghỉ ngơi đâu. Chúc mừng cho anh Minh. Nghĩa là bữa nay đi làm xa lắm tuần mới về nhà một lần rồi hôm nghe tin vậy rồi bữa nay ở nhà luôn không có đi làm canh điện thoại coi dĩ cái điện không không nhưng mà không phải chủ là chủ bằng lo rồi bây giờ em tâm sự thiệt không chủ bằng lo không biết cái chứ tim đang bình thường không biết rằng có nhìn mình hay không. Dạ. Giờ hồi đó thì do cái chuyện cánh loạn lạc nó như vậy á chủ bằng đừng lo nói dù đang đẻ con ra mà cũng nuôi con được ngày nào á. Cha con thì phải nhìn nhau chứ cái gì dạ, do hoàn cảnh thì không chủ cái chủ không cái chủ người quê hương là chủ sống tình cảm lắm nhưng chủ ngài mấy mấy điều đó nhưng chủ đi tìm là chủ bằng sờ điều đó sờ mà lỡ tìm ra sờ mà con cũng nhận mình đó thì chủ cũng lo nhưng mà hôm nay thì như vậy thì cũng bình chúc mừng chủ với mình đó. Mà định là nói ông bố của bệnh quá mà chắc mình cũng cũng không không nhớ ấy hồi đó năm năm tuổi không nhớ ấy. Dạ không nhớ nổi không nếu đó hồi đó mà ông nói mà để cái băng ngoài cho băng á là ông giao băng ra vậy đó. Dạ sau này mẹ bả mới dắt ra ngoài Phan Rang ở ngoài á. Phan Rang hả? Dạ ra ngoài ông chồng ông sao á mà tại tại vì hồi đó là ông gia vào là ông lại chỉ có vào đó là vì chung ngư là chỉ có gặp Minh với là ba ngoài thôi. Dạ rồi thời gian sau này bắt đầu mới đưa ra ngoài đó mà ra ngoài đó khổ quá chịu nổi thì bây giờ bà ngoại mới ra dắt trốn về Sài Gòn lại ở với ông già ghẻ chịu không nổi ông già khổ quá là ông gia dưỡng hả. Dạ ổng hành hạ quá chịu không nổi rồi bà ngoại mới ra dắt về Sài Gòn khổ chứ thì ra ở bên dưỡng mà chịu không nổi mà vào lại Vĩnh Long. Buồn nhưng mà giờ chứ không biết nói sao. Dạ thì đang chứ nói mình khi nào có cơ hội thì ra thăm ba cái chứ ba hiểu thì ba đến được rồi chẳng đó. Dạ tôi nói rồi. Dạ rồi thưa thưa chú và thưa gia đình mình là bây giờ thế này kết nối được cho đôi bên đó là cái điều đó Tuấn Vĩ rất là vui rồi còn bây giờ đó thì Tuấn Vĩ lo một số công việc của Tuấn Vĩ đó rồi đôi bên vẫn có thể trò chuyện với nhau ở trên nhóm này bình thường rồi sau đó là xin số điện thoại của nhau rồi cha con tâm sự riêng chắc cũng có những cái nó có Tuấn Vĩ rồi đôi khi chú cũng ngại không chừng nên là thôi cha con cứ lấy số điện thoại của nhau rồi trò chuyện nha anh Minh nha. Rồi vậy chào chú và chào anh Bính luôn nha. Anh Vĩ ơi khi nào có tới đây có điều kiện thì em sẽ nhận tin nhắn nhé. Dạ dạ vâng rồi ok rồi, cảm ơn. Rồi xin chào. Dạ.